Đỗ Hùng Dũng ghi bàn đầu tiên cho Hà Nội FC sau 19 tháng. Với pha bóng đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-0 ở trận Hà Nội FC hạ Đà Nẵng 3-0 tối ngày 30 tháng 10, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng đầu tiên sau hơn 19 tháng cho đội bóng thủ đô. Tình huống của Đỗ Hùng Dũng đến vào phút 72, từ đường chuyền vượt tuyến, Lucao đánh đầu ngược để Hùng Dũng băng lên nhanh như cắt vào vòng cấm. Xử lý bóng điêu luyện qua đầu thủ môn Văn Biểu, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC. Đây là bàn thắng có ý nghĩa đặc biệt với Hùng Dũng, bởi nó là pha lập công đầu tiên của anh cho đội bóng thủ đô kể từ khi trở lại sau chấn thương. Lần gần nhất Hùng Dũng ghi bàn cho Hà Nội là vào ngày 13 tháng 3 năm 2021 ở trận thắng 2-0 trên sân Hải Phòng. Chỉ 10 ngày sau, hôm ngày 23 tháng 3 năm 2021, Hùng Dũng bị Ngô Hoàng Thịnh phạm lỗi dẫn đến gãy ống đồng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Anh mới trở lại cách đây chừng một năm, nhưng cũng chưa thể tìm lại 100% phong độ. Hy vọng bàn thắng đầu tiên ghi được cho Hà Nội sau hơn 19 tháng sẽ giúp Đỗ Hùng Dũng tiếp tục thăng hoa trong cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là tại AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.